anh các chị chuẩn bị lên bảng nộp bài tập cho tôi nhá. Đây là bài tập ngày hôm nay nhá, các anh các chị về nhà làm hết cho tôi. Lời đầu tiên nhá, Mạnh, Thái, anh lên bảng cho tôi. Chiếc xe ăn đi. Em chưa học bài à? Cậu đùa tôi đúng không? Thế Quang kia làm chưa? Dạ, cũng chưa. Lại ghét quyền.